Đội nhà ở quê của Hoa hậu Việt, nhà Đỗ Hà to nhất vùng, nhà Hờ Hene lớn nhất buôn. Nhà nào khi mà làm nhà sàn cũng có một cái hiên này. Buổi chiều là nhà hay ngồi đây hóng mát hoặc là có những cái món ăn đặc biệt vào những ngày cuối tuần. Nhà ở quê của các hoa hậu Việt như Đỗ Thị Hà, Kỳ Duyên, Phạm Hương hay Hờ Hene đều rất khang trang. Trong đó ấn tượng nhất phải kể đến căn nhà có sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại của hoa hậu Hờ Hene. Nhà hoa hậu Đỗ Thị Hà. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Thanh Hóa. Qua những hình ảnh được nàng hậu sinh năm 2001 chia sẻ, có thể thấy cơ ngơi của gia đình cô là một căn nhà 2 tầng khá khang trang với khuôn viên rộng rãi. Được biết, căn nhà này đã được xây dựng từ năm 2013. Nhà ở quê của gia đình Đỗ Thị Hà có cửa ra vào được làm bằng gỗ, lối vào nhà sạch sẽ và khang trang. Khu sân vườn rộng có nhiều cây cảnh quý. So với những hộ dân xung quanh, cơ ngơi này còn được xếp vào hàng to nhất nhì xã. Điều này cho thấy gia đình của Đỗ Thị Hà thuộc dạng khá giả, nếu không muốn nói là đại gia nơi này. Nhà Hoa hậu Hờ Hene. Thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, Hờ Hene từng tâm sự, cô mong ước sửa sang căn nhà cấp 4 ở quê cho bố mẹ. Sau đó 3 năm, nàng hậu đã hiện thực hóa nguyện vọng của mình khi chi ra gần 2,5 tỷ đồng cho việc tu sửa. Nhờ thế, mái ấm của gia đình cô ở quê trở nên khang trang, hiện đại hơn và được xếp vào hàng lớn nhất buôn. Đối với phần nhà trước, Hờ Hene đã nối dài thêm từ căn nhà sàn cũ. Sau khi nối, căn nhà có chiều dài 41m, rộng 6-7m. Đây là nơi mà nàng hậu cùng gia đình vẫn giữ nét truyền thống với nhà sàn của người dân tộc Ê Đê. Phần nhà hiện đại được Hờ Hene sửa sang lại từ chính căn nhà mà bố mẹ cô đã xây lên từ tiền dành dụm của họ. Vì ý nghĩa đặc biệt như vậy nên cô đã quyết định không đập đi xây mới mà chỉ sửa lại cho đẹp hơn. Căn nhà có thiết kế hiện đại nhưng vẫn có rất nhiều đồ dùng bằng gỗ để tăng sự thân thiện. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 từng chia sẻ, Hen làm nhà theo sở thích chứ không tính toán gì cả. Nhà Hoa hậu Phạm Hương. Phạm Hương là người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015. Sau một thời gian hoạt động tại Việt Nam, nàng hậu sang Mỹ sinh sống và hiện cũng đã sinh được 2 quý tử. Trước khi đặt chân đến xứ sở cầu hoa, Phạm Hương từng sống cùng gia đình tại quê nhà Hải Phòng. Ngôi nhà ở quê của nàng hậu được nhận xét là khá bề thế, khang trang. Biệt thự của gia đình Phạm Hương tại quê nhà Hải Phòng gồm 2 tầng và được phủ màu trắng trang nhã. Theo tiết lộ của nàng hậu, tổ ấm của gia đình cô được xây dựng dựa trên khu đất của nhà cũ. Chính vì thế, Phạm Hương và người thân quyết định xây thêm khoảng sân phía trước rộng rãi để tạo sự thông thoáng. Nhà Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng vượt qua rất nhiều người đẹp để đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Sức hút từ tên tuổi giúp Kỳ Duyên luôn là người đẹp đắt show sự kiện, quảng cáo, lẫn làm người mẫu trên sàn catwalk. Ngoài ra, Kỳ Duyên còn là một hoa hậu mát tay trong lĩnh vực kinh doanh. Được biết, Kỳ Duyên xuất thân trong một gia đình có kinh tế khá giả. Bố mẹ cô làm chủ một studio áo cưới có tiếng và lâu đời. Ngôi nhà ở quê hương Nam Định của gia đình nàng hậu gồm có 2 tầng, khá rộng rãi và nằm ở vị trí đắc địa. Có thể thấy, nơi ăn chốn ở của các nàng hậu Vbiz đều rất rộng rãi, khang trang. Trong số họ, có người vì sinh ra trong gia đình khá giả nên được hưởng điều kiện sống tốt từ nhỏ. Cũng có người phải trải qua quá trình làm việc chăm chỉ mới có thể nâng cấp được mái ấm tiện nghi hơn cho đấng sinh thành. Bạn thấy sao về những ngôi nhà ở quê của dàn hoa hậu Việt? Hãy cùng chia sẻ nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!